Rồi chào các bạn, hôm nay mình mọi người hãy mình bơm nước các bạn. Hôm nay hãy mình về cho các bạn mọi người thân thách máy bơm các bạn. Wow, hãm con dịch dịch đâu ra vậy? Wow, dịch các bạn. À, hôm nay căng kéo cái đầy để gác các bạn. Đó. Đó, đó, đó. Hầm mới cái cây hầm đã bỏ rồi các bạn, hầm mới cưa rồi xong. Rồi xuống rồi á. Bơm này bơm chạy đầu này đầu máy máy đê các bạn, này hẩm toàn máy các bạn. Bơm này bàn chạy máy đê các bạn, này hẩm có cái tay bay các bạn, này hẩm bắt đầu mình hẩm bơm nước hay được các bạn. Này hình như là có cái tay quay ở chậm các bạn, này hẩm làm bằng được, không phải quay máy được các bạn. Này có này có xăng các bạn, xăng có xăng các bạn, hẩm có xăng. Hôm nay là mấy anh đang bơm nước ruộng các bạn. Này hình như là có cái tay quay ở chậm các bạn, này hẩm hẩm mới có rồi. Này hẩm là hẩm với chạy cái máy hẩm bắt đầu với bơm nước các bạn. Sẽ đi các bạn, hẩm coi con dịch thôi nha. Nghe thấy không các bạn? Dịch đông. Rất đông các bạn. Bạn nhìn thấy rất đông các bạn. Này bài dịch nè các bạn. Wow. Hết hồng dịch các bạn. Rồi mấy anh đang bay máy các bạn. Nó bay máy nổ các bạn. Rồi xong rồi các bạn. Wow, nước chảy luôn các bạn. Này hẩm nó bơm các bạn, bơm hẩm bơm nước chảy các bạn. Thấy chưa? Dịch rất đông các bạn.
Này vịt này nó là dành cho vịt ăn các bạn. Xem mình quay các bạn, mọi người mình quay là con vịt các bạn, hôm nay là rất đông các bạn. Wow, vịt này hình như là 6.000 con các bạn. Đúng rồi, hình như vịt 6.000 con. Đã thiệt. Theo mình lại theo các bạn, mọi người là con vịt bắt đầu mình đang mấy anh đang đuổi các bạn. Có thằng bà vịt các bạn, 6.000 con, quá đã thiệt. Đây là bơm nước ruộng các bạn, bữa nay là vụ đông xuân. Bữa nay là đất rồi đó, hết thằng bà vịt các bạn, 6.000 con. Đây hẩm cho đồng vịt ăn các bạn. Qua wow, vịt này dành cho vịt ăn các bạn. Bữa nay mình bắt đầu mình cho mình đứng các bạn, mình đứng mình đứng cho mình coi vịt các bạn. Nhìn thấy thấy chưa các bạn, hết thòng bà vịt các bạn, vịt trắng xác luôn các bạn. Này vịt này là 6.000 con các bạn. Này mình đang đổi con vịt cho đồng cho vịt ăn các bạn, vịt ăn này ăn cơm các bạn. Đó mà vịt các bạn, rồi hồi nãy mình bắt đầu mình với vịt này cho đồng các bạn, vịt này vịt chuồng các bạn. Quá trời vịt các bạn. Này 6.000 con các bạn. Này cho vịt ăn, vịt ăn gom lúa các bạn. Này hẩm mới chiếc máy cắt, hẩm đã co rồi xong. Đó, chạy các bạn. Và vịt hả bắt đầu chát sáng các bạn. Coi nó chạy các bạn. Đó. Coi nó chạy các bạn.
Giờ chào bà mọi người nha. Bữa nay là sẵn mọi người chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc, nhận thể loại áo dài chùa có len cho các bạn mọi người cùng xem nha. Rồi xin tạm dừng kết thúc, hẹn gặp lại trong sau nha.